Đồ gỗ Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2018, thì Nhân xin trân trọng giới thiệu hai chiếc tủ kệ TV mẫu Louis đã được thành đoàn hoàn thiện xong phần bọc để chuẩn bị đi vào hoàn thiện full PU hoặc là đánh vali theo yêu cầu của khách hàng. Hai chiếc kích thước là giống nhau, 2m17, rộng 50 và cao là 80. Hai mẫu này, một mẫu là cánh đục và diềm hồng và một mẫu là trơn để khảm. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những mẫu tủ kệ TV mẫu Louis đẹp như thế này, liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chào mừng quý vị đã xem và Thành Luân đang giới thiệu hai chiếc tủ kệ TV hoa hồng mẫu Louis dài 2m17, rộng 50 và cao là 80 phân. Hai chiếc tủ kệ TV này chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc và đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hai chiếc tủ kệ này được làm bằng chất liệu gỗ gụ mặt, chất gụ rất là nặng, được trồng được mọc trên núi đá và Thành Luân tôi hoàn thiện xong phần mộc đang trưng bày tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 1. Toàn bộ bên trong bên ngoài rất là dày dặn và chắc chắn. Chân rất là to và riêng cái phần chân là làm cong vút liền khối rất là giá trị. Phần chân này cong vút nha, đúng theo dáng của Louis. Trên mình quý vị đã xem là Thành Luân đang giới thiệu hai chiếc tủ kệ TV mẫu Louis chân đục hoa hồng và phần cánh đục diệp hồng, và hai cái phần cánh bên dưới là để trơn để khảm. Cứ khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những mẫu tủ kệ TV Louis đẹp như thế này, liên hệ ngay với Thành Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Phần trên này có thể tháo rời ra được để cái âm ly hoặc để đầu, rất là tiện dụng. Thành Luân xin tạm dừng tới đây và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.